Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Nhẫn, thành viên của Mod Film Plus. Trong video này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sự tiến hóa của 6 chủng tộc cương thi đáng sợ nhất. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Anh em biết đấy, zombie hay còn được gọi là thây ma hay xác sống luôn được các nhà làm phim khai thác một cách triệt để, đặc biệt là các nước phương Tây. Thế nhưng, ít ai lại biết được rằng nguồn gốc thực sự của những con zombie khát máu kia lại chính là những con cương thi của Trung Quốc. Hay nói cách khác, cương thi là cụ tổ xa xưa của zombie. Chính vì thế, tuy rằng không máu me như zombie con nhà bà Bi, nhưng cương thi lại đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Xuống 500 lượng đi! Chào mừng quý bạn và các vị đã quay trở lại với Mod Film Studio. Trong video này, hãy cùng chúng tớ tìm hiểu sự tiến hóa và 6 chủng tộc cương thi đáng sợ nhất nhé. Link một số bộ phim zombie hay chúng tớ để trong mô tả. Nếu bạn thích bộ phim nào, hãy click vào để xem ngay nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Đau quá. Đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tớ nhé các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hiện nay, những câu chuyện về ma cà rồng hay thây ma thì có mặt ở khắp mọi nơi khiến hàng triệu người lo sợ. Nhìn chung, những minh họa về chúng khá giống nhau. Thây ma thì là những xác chết bốc mùi vô thức lang thang khắp nơi, không ngừng tìm thịt và não người. Còn ma cà rồng là những sinh vật hút máu và bị thiêu đốt hoặc phát sáng bởi mặt trời. Nhưng ở Trung Quốc, khi nhắc đến ma cà rồng hay thây ma, người ta đều liên tưởng đến cương thi. Những câu chuyện và truyền thuyết về cương thi tràn ngập Trung Quốc từ thời nhà Minh vào thế kỷ 15 sau Công nguyên. Độc điên, em đi đâu mà lâu thế? Cương thi là xác chết cứng đơ, rất cứng và giơ thẳng hai tay trước mặt khi di chuyển và chỉ có thể nhảy vòng quanh. Tuy nhiên, chúng cực kỳ khỏe và chuyên hút máu hay tinh khí của người và động vật. Theo truyền thuyết nổi tiếng nhất của Trung Quốc thì chính đạo sĩ đã tạo ra cương thi để vận chuyển xác chết, được gọi là tương thây cản thi hay dùng cương thi chuyển xác chết phổ biến trong huyền thoại Trung Quốc. Khi một người mất mà người thân của họ ở xa và không có phương tiện để vận chuyển thi thể của người đó đi chôn thì họ sẽ thuê một đạo sĩ để tiến hành nghi lễ làm người chết sống dậy và nhảy trở về nhà. Vị đạo sĩ này sẽ dán một lá bùa vào trước trán của cương thi để khiến chúng nhảy được. A few moments later. Ngay cả bùa cũng ăn được luôn à? Đạo sĩ sẽ chuyển những thi thể này vào ban đêm và đánh chuông để thông báo tới những người dân trong vùng lân cận, bởi vì nếu một người sống nhìn thấy cương thi thì họ sẽ gặp phải xui xẻo. Gọi là Tương Tây Cản Thi vì Tương Tây là thành phố tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, nơi có nhiều người đi làm xa. Sau khi họ chết, thi thể của họ được chuyển về quê hương do người ta tin rằng linh hồn họ không thể yên nghỉ nếu họ bị chôn ở nơi nào đó không thân thuộc với mình. Những truyền thuyết khác cho rằng có 18 loại cương thi và chúng có thể chia ra thành 6 chủng tộc dựa trên mức độ nguy hiểm. Chúng tớ sẽ trình bày theo thứ tự từ loại yếu nhất đến loại nguy hiểm nhất nhé! Một, bạch cương thi. Chúng được gọi là bạch cương thi bởi vì tóc điểm một chút trắng. Những cương thi loại này cực kỳ chậm và sợ mọi thứ, đặc biệt mặt trời, lửa, nước, gà, chó và con người, nên loại này hoàn toàn vô hại cho đến khi chúng bắt đầu ăn. Hai, hắc cương thi. Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới.
Sau khi Bạch Cương Thi liên tục ăn máu của bò và cừu trong nhiều năm, thì tóc bạc của chúng chuyển sang màu đen và chúng không còn sợ gà, chó nữa, nhưng vẫn sợ mặt trời, lửa và vẫn rất chậm. Chúng sẽ không trực tiếp chạm trán với con người, nhưng sẽ tấn công con người khi họ ngủ và hút máu họ. Nhiều dân làng ở Trung Quốc đã báo cáo rằng gia súc của họ bị những sinh vật hút máu đột nhiên tấn công và họ tin rằng đó là Hắc Cương Thi làm. Ba, cương thi nhảy. Ngươi làm gì? Đi tiểu. Cương thi cũng đi tiểu hả? Sau hàng thập kỷ hút máu, tóc của Hắc Cương Thi rụng đi và chúng bắt đầu nhảy vòng quanh và nhảy được rất xa, rất nhanh. Không còn sợ mặt trời, động vật hay con người. Chó rất sợ cương thi nhảy và sẽ trở nên khác thường khi chúng ở gần. Chết lâu rồi mà còn sợ chết à? 4. Cương thi bay. Sau 100 năm, cương thi nhảy chuyển hóa thành loài cương thi bay. Cương thi bay di chuyển với tốc độ của gió, có thể trèo cây và các công trình cao trong nháy mắt. Chúng hút tinh khí của con người hoặc động vật mà có khả năng không để lại chút dấu vết nào. Năm, bạt cương thi. Sau 100 năm hấp thụ tinh khí, cương thi bay biến thành quái vật được gọi là bạt. Chúng cũng được gọi là hạn bạt hay nữ bạt, trông rất kinh khủng, có thể biến hình và gây hạn hán bất cứ nơi nào chúng đến. Trong Trung Hoa cổ đại, địa phương nào bị hạn hán thì người ta cho rằng do hạn bạt gây ra. Sáu, Dead Man Can. Sau hàng ngàn năm hay hàng chục ngàn năm, bạt chuyển hóa lần cuối cùng thành loài có tên gọi là Dead Man Can và lúc này chúng có sức mạnh vô hạn. Trên đây là sự tiến hóa cũng như 6 chủng tộc cương thi đáng sợ. Thôi anh em thì chủng tộc nào là đáng sợ nhất? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận cho chúng tớ và mọi người cùng biết nhé! Tuy nhiên còn rất nhiều điều bí mật thú vị về đằng sau những con chủng tộc zombie và qua kênh Mọt khám phá của Mọt để đón xem nhiều video hay hơn nữa nhé! Nhớ like và share ủng hộ Mọt ra video tiếp theo về cương thi nhé! Cảm ơn tất cả mọi người! I love you! Chi chi! Bye bye!